Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Kim Oanh. Năm nay tôi 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, phường Đặc Hiếu, thị xã Buôn Hồ. Tôi rất vinh dự được đại diện cho tập thể lớp 9A2 tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020. Đến với cuộc thi này, tôi xin được chia sẻ một cuốn sách mà tôi yêu thích nhất. Và cuốn sách này đã làm tôi thay đổi nhận thức cũng như thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Cuốn sách có tựa đề 10 vạn câu hỏi vì sao do Hàng Khởi Đức, chủ biên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2016. Vào cuối tháng 6 năm 2017, đó cũng là dịp mà học sinh trên cả nước đang bước vào kỳ nghỉ hè vui, khỏe, bổ ích nhất. Là mùa hè của năm lớp 6 đầy bỡ ngỡ với nhiều phương pháp dạy học của cấp 2 mà chúng tôi mới được làm quen. Đối với phụ huynh thì việc cho con em làm gì, học gì, đi đâu chơi là việc được quan tâm nhất trong mùa hè ấy. Và bố tôi cũng như bao bậc phụ huynh khác, ông dạo quanh hiệu sách, nhà sách của thị xã. Và cuối cùng, ông quyết định mua tặng tôi cuốn sách này. Tên gọi 10 vạn câu hỏi vì sao mới nghe qua, chúng ta thoáng tưởng là một cuốn sách phổ thông viết dành cho các em nhỏ. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, mà đích thực 10 vạn câu hỏi vì sao là một bộ bách khoa toàn thư kiểu mới về khoa học, công nghệ. Nó trình bày, miêu tả các khái niệm, các hiện tượng, các sự kiện mới một cách chuyên sâu, rõ ràng, có hệ thống dưới hình thức hỏi đáp sinh động, được hiểu theo quy tắc tư duy khoa học và đặc biệt là tư duy khoa học phản biện với 5 chữ W cộng 1 chữ H. What? Cái gì? Why? Tại sao? Who? Ai? Where? Ở đâu? When? Khi nào? Hàng loạt hiện tượng về tự nhiên và con người sống trên trái đất được đặt ra, và những ẩn số nằm sâu trong câu trả lời cũng có trong cuốn sách này, như nước trên trái đất bắt nguồn từ đâu? Tại sao trái đất có từ trường? Vì sao mặt đất rung chuyển? Hay tại sao trái đất nóng lên? Vân vân. Các lĩnh vực về toán học, lý học, hóa học, thiên văn, động thực vật, y học, kiến trúc, cổ sinh học, vũ trụ, hàng không, thiên tai, hạn hán là những lĩnh vực được con người quan tâm. Nội dung của cuốn sách này gồm 6 phần với tất cả 177 trang. Phần thứ nhất, lời dẫn. Phần thứ hai, nham thạch trái đất. Phần thứ ba, bề mặt trái đất. Phần thứ tư, tinh cầu băng giá. Phần thứ năm, muôn vàng khí tượng. Phần thứ sáu, địa cầu số. Mỗi phần đều có những nội dung kiến thức khác nhau. Ví dụ, ở phần lời dẫn sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi như sau: vì sao phải nghiên cứu trái đất? Hay nước trên trái đất bắt nguồn từ đâu? Cuốn sách này đã giúp tôi hiểu sâu hơn những hiện tượng về tự nhiên và con người. Từ đó tôi biết trân trọng những gì cuộc sống đã mang lại cho mình, biết yêu thương con người, bảo vệ thiên nhiên và môi trường để trái đất luôn xanh, sạch, đẹp. Đồng thời,
biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Như trong học tập, tôi thường xuyên xuống thư viện của nhà trường tìm đọc những cuốn sách tham khảo các môn như môn toán, môn lý, môn hóa để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, tham gia văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham gia vẽ tranh cổ động phòng chống dịch corona và đặc biệt là tham gia ngày hội đọc sách, quyên góp sách cho các bạn học sinh vùng khó khăn do nhà trường tổ chức. Đối với tôi thì việc đọc sách là vô cùng quan trọng. Sách mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Sách là người bạn thân thiết nhất giúp ta lớn lên và trưởng thành. Nếu tôi được chọn là đại sứ văn hóa đọc thì việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là lan tỏa tình yêu, niềm đam mê đọc sách đến tất cả các bạn trong lớp, trong trường và tất cả các bạn trên đất nước Việt Nam mình cũng như trên thế giới. Như chúng ta thấy, thực tế bây giờ, các bạn trẻ sử dụng điện thoại nhiều và phần lớn dành thời gian cho trò chơi điện tử, chơi game hay Facebook mà không chú tâm tới việc đọc sách. Ngay cả việc đọc một cuốn sách giáo khoa, các bạn cũng ít dành thời gian để tìm hiểu. Việc thứ hai tôi sẽ làm đó là giúp các bạn từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại, giải thích cho các bạn tác hại của việc chơi game trên mạng. Thường xuyên gương mẫu trong giờ đọc sách tại thư viện của nhà trường, vận động các bạn trong lớp, trong trường, những lúc rảnh rỗi xuống phòng thư viện mượn sách để đọc. Đóng góp ý kiến với nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động có liên quan tới việc đọc sách, tìm hiểu sách hay, sưu tầm sách hay cho tủ sách thư viện để có một nguồn sách dồi dào hơn cho các bạn tham khảo. Bên cạnh đó, tôi cũng có một số biện pháp muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để từ việc chưa thích đọc sách trở thành người thích đọc sách như sau. Thứ nhất, bản thân mỗi người cần xác định được vai trò tầm quan trọng của việc đọc sách. Vì chỉ khi bạn nhận thức được vai trò tầm quan trọng của việc đọc sách thì bạn mới có động lực và niềm tin để bạn ý thức được việc đọc sách là để làm gì. Thứ hai, việc cần lập ra kế hoạch cụ thể khi bạn đọc sách, như thời gian nào đọc sách, đọc sách lúc mấy giờ, mỗi ngày sẽ đọc những cuốn sách nào, mỗi ngày dự định sẽ đọc bao nhiêu trang. Thứ ba, việc lựa chọn những cuốn sách thực sự cần thiết với bản thân, điều này khá quan trọng nhé các bạn. Ví dụ, nếu bạn đang buồn chán, mất niềm tin vào cuộc sống, bạn được tặng một cuốn sách tiếp thêm cho bạn động lực và niềm tin, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vấn đề mình gặp phải vô cùng đơn giản và có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Thứ tư, tôi nghĩ chúng ta nên tạo ra một không gian đọc sách thoải mái. Hãy tìm một căn phòng tĩnh mịch, một chiếc ghế tựa và thả mình với những trang sách đầy suy tư. Hoặc hãy sắp xếp một góc học tập của mình thật khoa học và yên tĩnh. Thứ năm, tôi khuyên chúng ta thường xuyên xuống thư viện của nhà trường, quận, huyện hay thành phố của bạn. Tại nơi đây, bạn cũng sẽ có một không gian đọc sách thoải mái hoặc có thể trao đổi tri thức từ những gì mình học được với bạn bè, mọi người xung quanh. Điều này cũng khiến thế giới tri thức của chúng ta thêm rộng mở. Thứ sáu, tôi cũng khuyên bạn những lúc rảnh rỗi hãy tham gia vào các câu lạc bộ đọc sách của nhà trường. Vì đây sẽ là nơi bạn có thể trao đổi sách với nhau, mượn trả hay bình phẩm về một cuốn sách. Điều này cũng giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hơn.
Tôi cũng khuyên bạn hãy tham gia vào các sự kiện ngày hội đọc sách của nhà trường, vì đó sẽ là nơi để chúng ta biết đến nhiều cuốn sách hơn, được giao lưu học hỏi với các bạn một cách thiết thực nhất. Các bạn thân mến, và điều cuối cùng, tôi muốn thông qua cuộc thi này gửi đến tất cả các bạn một thông điệp, đó là chúng ta hãy đọc sách mỗi ngày nhé các bạn.